Dập cho coi thử con cá con lươn cho nó chín kìa. Đây. Con lươn chín luôn. Ôi. Ngon thế. Ôi, ngon quá. Đây, con lươn chín rồi cả nhà ơi. Xin chào cả nhà. Thì hôm nay mình sẽ làm cái món là rau ngổ nha. Đây là giới thiệu các bạn rau ngổ ôm với lương nha. Đây, con lương. Thì nguyên liệu của chúng ta là có con lương nè. Các bạn coi con lương nó còn sống nha. Đó, con lương bự. Đó, con lương nè. Lương đồng nha các bạn. Lương ruộng mình nha. Dài chưa? Con lươn rất là dài nè, đó, làm tròn cho cái thau luôn. Rồi đây con lươn, rồi rau ngổ, đây là những cọng rau ngổ nha các bạn, người ta lặt sẵn nè, chừa lại có chút lá thôi, đó, các cọng rau ngổ nè, yeah. Rồi tỏi, rồi với lại muối đường bột ngọt vậy nè, đó tất cả trên này, đường hạt nêm, bột ngọt, muối, nước mắm, dầu ăn. Đi mần con lươn này nha các bạn. Đi xử lý con lươn này mới được. Rồi, các bạn chờ xem nha. Xử lý xong các bạn, nó còn có trứng nữa. Đó. 1 phút 30 giây là xử lý xong cái con lươn nha, nó có trứng nữa nha. Đây. Con lươn mà sạch sẽ nè, không còn nhớt nữa nha. Các bạn chế nước sôi vô cho nó chết rồi bắt đầu nặn chanh với lại bỏ muối vô nha, là nó sạch chân nè. Ta cho tỏi vô, 4 tép tỏi. Cái vàng đây. Thơm lắm. Như ôm rau ngổ này rất là dễ. Cái này thì mình ôm dầu ăn. Chứ còn nhầm người ta ôm dừa đó. Đây mình ôm dầu ăn nha. Bình thường tỏi vừa vàng nha các bạn, bỏ lươn vô, đừng vàng quá nó sẽ bị đắng nữa các bạn. Nhìn sơ để cho dùng cho con lươn nó có màu xanh. Cà phê muối nè, ít thôi, sữa muỗng cũng được, nửa muỗng cà phê muối, lạc thử nó chấm, chứ lửa hơi mặn nó ăn ngon nha, bột ngọt các thứ vô luôn, mùi chết, rồi. Cho miếng hạt nêm cà mau vô. Wow. Có màu hơi đen đen này. Wow. Chín rồi. Rồi mình dở coi thử nha các bạn ơi. Đây. Rau là chín rồi nha. Rồi, hấp dẫn chưa? Đó. Chín rồi. 5 phút là chín dữ. Mình dập cho coi thử con lươn cho nó chín chưa. Đây. Con lươn chín luôn. Ôi. Ngon thế. Ôi, ngon quá.
Đây con lươn chín nè cả nhà ơi, cái đồng trứng rồi đây, cái đồng trứng của nó nằm đây, đây trứng vàng ôm luôn, chín rồi nha. Rồi giờ chúng ta sẽ lấy đồ gấp ra. Tuyệt vời luôn. Rồi, rau nè, xanh ôm luôn. Rồi mời các bạn miếng lươn nha. Đây con lươn mình ôm rau ngổ rất là ngon nha, chấm nước món mặn nha các bạn. Rồi ngon dữ à. Cảm ơn các bạn. Chế nước mắm. Lên là có trứng luôn. Ngọt lắm các bạn. Lên này. Lên ngủ. Quá đã luôn. Giờ ăn ta. Rồi gì nguyên con lươn nữa. Để học mẹ đấu. Ngon nè, có rau ngổ nè. Trời ơi. Lươn nè. Ôi trời ơi. Ngon chưa? Này nha, miếng lươn. Nóng nóng ngọt. Rau. Ăn rau nhiều cho nó bổ nha các bạn. Rau mỡ, rau ngổ này ăn mát gan lắm đó. Mát gan giải độc rồi. Nè. Đó, rất là ngon nha. Nóng. Nóng hỏi luôn. Dầu ngổ nè. À, ngon nha. Ồ, ngổ ôm. Đây, cá kho lạc nha cả nhà ơi. Ăn lươn ôm rau ngổ cá kho lạc nha. Đó, cá lóc kho lạc ngon. Ngon. Ngon quá. Lươn này các bạn ăn nóng thì ngon nha. Ăn ngủ ngon. Để ăn nóng nóng ngon. Không biết nữa. Ngon, nước ngon. Nước dừa. Hết rồi, thôi giờ clip của mình cũng khá dài rồi. Với lại mình sẽ kết thúc clip ở đây. Để cùng với con mình ăn cơm rồi còn buổi tối rồi còn nghỉ ngơi. Rồi thôi buổi chia sẻ lươn ôm lá rau ngổ của mình đến đây là tạm kết thúc nha các bạn. Bye bye. Nếu các bạn có yêu thích kênh và cái món ăn này cho mình xin một like, một cái đăng ký kênh đỏ đỏ phía dưới đó, các bạn bấm vô rồi nhấn cái chuông rung để cho nó thông báo để mình coi clip miễn phí nha các bạn.
Các bạn coi kênh YouTube của Chi Âu Vlog là hoàn toàn miễn phí, không phải mất đồng nào đâu. Cả nhà yên tâm, cứ đăng ký nhiều nhiều vô nha. Rồi, bye bye cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi. Bye bye.